qua em một chút. Mấy đứng đằng kia là chỉ có cái giấy phép cho ông nào. Được rồi. Cái cây nghiêng, cái cây nó đang nghiêng nè, dạ. Nếu mà chỉnh nó rẽ nó mọc bình thường à. Nó cái tầm luôn á. Lọc bình thường à, cái này nó nghiêng qua đây nè. Có lấy cái máy cưa thì em có lấy, có đem mà đem. Ủa kêu lấy mang máy cưa máy đi rồi. Ủa có mang cưa máy đi không anh? Không rồi. Lấy cái đinh khác, bỏ đinh đó đi. Lấy đinh khác đóng rồi em, bỏ đinh đó đi. Đà đập xuống, lấy đinh khác đóng. Còn đinh không? Đinh nhiều. À. Đóng phải cứng. Cưa ngang đi, cưa ngang cái lấy cái búa cuốc kẻ cái. Cái này nè. Đó, cưa ngang nè. Cầm cái tao đóng cho. Rút cho nó là hả? Cầm nè. Quay này. Cầm này, cầm này, quay cho anh đi. Quay cho anh nè, đóng. À. Tới đây được rồi. Ta kẻ chỗ này cái đó. Rồi. Được rồi. Lên. Mọi. Đóng sao? Đây. Đây nè. Đó. Thấy chưa? Một nhát. Ở đây. Em kéo xuống giùm anh cái. Trèo lên đi. À chơi. Đây nè. Ừ. Lúc luôn. Rồi. Ngồi đó luôn đi. Rồi. Ê, Hiếm ơi, Hiếm cẩn thận đạp mép là dễ con đó. Ở cái mép của cái bầu này toàn dễ con không? Làm với cha nó còn là được, với con đạp cái là nó rồi, anh em ở đây làm nhá, nó đi luôn rồi.